Tin nóng 24 giờ, Nga răng thiên là địa võng, 14 lữ đoàn Ukraine sập bẫy chết chóc, hiện trường khiến NATO sợn gai ốc. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Thế giới nóng nhất 24 giờ trên kênh Hiểu Rõ trong 5 phút. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với những diễn biến nghẹt thở đang diễn ra tại chiến trường Ukraine, nơi mà mỗi phút giây trôi qua đều mang đến những thay đổi đột ngột. Mỗi đợt pháo kích là một cơn sóng dữ nhấn chìm hy vọng và quyết tâm của cả hai phe. Không chỉ là cuộc chiến của vũ khí, đây còn là cuộc đua về ý chí và chiến thuật giữa hai cường quốc Nga và Ukraine với sự tham gia ngầm của nhiều quốc gia đồng minh. Đây xung đột lên một tầm cao mới, đầy nguy hiểm và bất ngờ. Hãy cùng chúng tôi khám phá những góc khuất, những chiến thuật và những bước tiến chưa từng thấy trong cuộc đối đầu sinh tử này. Sức ép từ Nga, trước khả năng phản công của Ukraine, bước đi bất ngờ tại vùng biên giới. Trong khi thế giới còn dõi theo những nỗ lực phòng thủ của Ukraine, Nga bất ngờ thay đổi chiến thuật triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí chiến lược của Ukraine tại vùng biên giới. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã nhắm thẳng vào 14 lữ đoàn tình nguyện của Ukraine, các đơn vị được trang bị vũ khí và huấn luyện kỹ càng từ NATO. Những cuộc tấn công này không chỉ đơn thuần là chiến thuật mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Nga đang dồn toàn lực và tận dụng mọi lợi thế địa hình để đánh bật đối phương, đặc biệt là các lực lượng Ukraine chủ lực tại khu vực này. Nga đã tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của các lữ đoàn chủ chốt của Ukraine, bao gồm lữ đoàn cơ giới 47, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và lữ đoàn không quân 95. Đây là những đơn vị chủ lực được coi như át chủ bài trong các kế hoạch phản công của Ukraine nhằm thay đổi cục diện chiến trường. Tuy nhiên, việc liên tiếp bị không kích và pháo binh Nga dội báo đạn đã khiến cho lực lượng Ukraine rơi vào tình thế khó khăn. Không chỉ có ý định chiếm ưu thế chiến thuật, Nga còn sử dụng địa hình phức tạp của khu vực biên giới để biến nơi đây thành một cái bẫy chết người. Với những con đường hẹp và địa hình hiểm trở, khu vực này là một mê cung tự nhiên gây khó khăn cho những đơn vị Ukraine chưa quen thuộc. Nga tận dụng triệt đề điều này liên tục dồn ép lực lượng Ukraine vào thế phòng thủ co cụm và dễ bị bao vây. Ngoài ra, các đợt tấn công của Nga còn sử dụng cả UAV để theo dõi và không kích vào những điểm tập kết binh lính và kho dự trữ của Ukraine. Các máy bay không người lái này hoạt động hiệu quả giúp quân Nga duy trì sức ép, và phá hoại mọi nỗ lực tập hợp của Ukraine. Trong khi đó, lực lượng pháo binh và không quân của Nga liên tục bắn phá các tuyến phòng thủ gây áp lực nặng nề lên Ukraine và khiến các lữ đoàn tinh nhuệ của họ không thể triển khai phản công một cách hiệu quả. Trong bối cảnh căng thẳng không ngừng leo thang, NATO tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí và cố vấn chiến thuật. Dù vậy, các đợt tấn công bất ngờ của Nga đã gây tổn thất lớn cho Ukraine, buộc họ phải tái cơ cấu lực lượng và chuyển hướng chiến lược. Nga dường như không chỉ muốn chiếm lấy ưu thế tạm thời mà còn nhắm đến việc phá hủy mọi khả năng phản công của Ukraine ngay từ giai đoạn đầu. Sự quyết liệt và kỹ năng chiến đấu của Nga trên chiến trường biên giới đã đặt Ukraine vào thế phòng ngự vô cùng căng thẳng. Điều này khiến thế giới phải đặt câu hỏi liệu Ukraine có đủ lực để vượt qua áp lực hiện tại và tái thiết chiến thuật phản công hay không. Địa hình hiểm trở biến thành bẫy chết người cho quân đội Ukraine Khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine với địa hình đồi núi hiểm trở và những con đường nhỏ hẹp quanh cò đã trở thành cây bẫy chết người đối với quân đội Ukraine. Những yếu tố địa lý tự nhiên tại đây, đồi núi trăng trịt, rừng rậm và các khe núi sâu đã biến vùng này thành một mê cung chiến tranh nơi bất cứ ai không quen thuộc với địa hình đều dễ dàng trở thành mục tiêu của phục kích. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, Nga đã nắm bắt triệt để lợi thế này, khai thác địa hình để dựng lên một chiến lược vây hãm vô cùng hiệu quả ngay khi quân đội Ukraine tiến sâu vào khu vực. Họ lập tức đối diện với hàng loạt cạm bẫy vô hình và các lữ đoàn nhanh chóng bị dồn ép vào thế bị bao vây. Địa hình đôi núi hiểm trở khiến các đơn vị Ukraine gặp khó khăn lớn trong việc triển khai binh lực, tiếp tế và liên lạc. Mỗi bước tiến của họ đều có nguy cơ gặp phải lực lượng Nga ẩn nấp, sẵn sàng phản kích, biến từng đường đi thành hành trình đầy rủi ro. Sự phức tạp của địa hình khiến quân đội Ukraine không thể di chuyển một cách liên hoạt, buộc họ phải điều chỉnh liên tục kế hoạch, dẫn đến việc mất dần quyền kiểm soát chiến thuật. Trong bối cảnh đó, Nga đã sử dụng UAV để gia tăng sức ép và kiểm soát tình hình. Những chiếc UAV này không chỉ theo dõi sát sao từng chuyển động của quân đội Ukraine mà còn thực hiện các đợt không kích bất ngờ nhắm vào các vị trí phòng thủ và các điểm tập trung binh lính Ukraine. Khả năng hoạt động liên tục trên không của UAV Nga khiến các lực lượng Ukraine không thể giữ vững một vị trí cố định và buộc phải di chuyển liên tục. Điều này không chỉ khiến quân Ukraine suy yếu về mặt chiến thuật mà còn làm giảm khả năng phản công do không thể giữ được một đội hình ổn định. Bên cạnh UAV, pháo binh Nga cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gia cố thế về hãm. Pháo binh từ xa của Nga liên tục dội đạn vào các khu vực trọng yếu của Ukraine, đánh vào các trạm tiếp tế, kho đạn và đường tiếp viện. Sự kết hợp giữa UAV và pháo binh tạo ra một vòng vây chết chóc, khiến bất kỳ lữ đoàn Ukraine nào tiến vào đều dễ dàng bị tổn thương và phải đối mặt với sự ép cực lớn từ Nga. Địa hình hiểm trở đã trở thành một đồng minh tác lực của Nga trong việc thiết lập thế trận phục kích và phòng thủ. Trong khi quân đội Ukraine còn chật vật để thích ứng với điều kiện khắc nghiệt và tìm đường thoát khỏi mê cung này, Nga đã thành công trong việc tạo dựng một thế trận vững chắc, bảo toàn quân lực và gây khó khăn lớn cho đối thủ. Những cạm bấy từ địa hình và sự dày đặc của các đợt không kích đã biến nơi đây thành một vùng đất nguy hiểm nơi mỗi bước tiến của quân Ukraine đều mang đến rủi ro cao độ Cuộc chiến không chỉ là cuộc đối đầu về vũ khí mà còn là cuộc chiến với thiên nhiên khắc nghiệt và cho đến nay lợi thế vẫn nghiêng về phía Nga khi họ biết cách khai thác địa hình để giữ vững vị thế phòng thủ và phản công tại khu vực này. Pháo binh và không quân Nga, mưa đạn trên chiến trường Trên chiến trường Ukraine, những đợt pháo kích và không kích dồn dập của Nga đã tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng biến nơi đây thành một địa ngục trần gian Nga triển khai bom lượn FAB-3000 cùng nhiều loại vũ khí hạng nặng liên tục giáng xuống các điểm tập kết chiến lược của Ukraine. Mỗi quả bom, mỗi đợt pháo là một âm thanh tàn khốc, xé nát bầu trời, bao trùm chiến trường trong khói bụi bổ mịt và tiếng nổ cha chúa. Mỗi tiếng bom rời cũng là một hy vọng bị nghiền nát để quân đội Ukraine vào thế phòng thủ co cụm, chật vật, chống đỡ từng đợt tấn công. Những đợt pháo kích của Nga không chỉ đơn thuần là chiến thuật tấn công mà còn là một mưa đạn ác liệt nhằm siết chặt vòng vây và làm tê liệt hoàn toàn sức kháng cự của đối phương. Pháo binh Nga nhắm chính xác vào các kho đạn, trạm thiết tế và đường tiếp viện khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn lớn trong việc duy trì lực lượng. Mọi kế hoạch phản công của Ukraine đều bị phá vỡ dưới sức ép khủng khiếp từ các trận pháo kích không ngừng nghỉ, khiến các lực lượng Ukraine buộc phải co cụm chờ đợi một cơ hội để tái tổ chức. Trong khi đó, không quân Nga cũng đóng vai trò quyết định trong việc duy trì ưu thế chiến thuật trên không những chiếc máy bay chiến đấu của Nga không chỉ tấn công trực diện vào các vị trí phòng thủ mà còn giám sát và truy lùng các đội quân di chuyển của Ukraine, khiến lực lượng đối phương khó thoát khỏi vòng vây. Mỗi khi Ukraine cố gắng điều quân tiếp viện hoặc triển khai xe thiết giáp tiến vào mặt trận, các cuộc không kích của Nga ngay lập tức giáng xuống, ngăn chặn mọi nỗ lực tiến quân. Các xe thiết giáp của Ukraine liên tiếp bị tiêu diệt gây tổn thất nặng nề trước khi họ kịp tiếp cận chiến trường. Các nỗ lực phản công của Ukraine từ phía Bắc và phía Đông, dù quyết liệt vẫn không thể thoát khỏi sự vây hãm của Nga. Pháo binh và không quân Nga phối hợp chặt chẽ tạo nên một vòng vây kiên cố. Mỗi khi quân Ukraine tiến sâu vào thì vòng vây này lại siết chặt thêm. Đội quân Ukraine không chỉ bị đánh bật bởi sức mạnh hòa lực của pháo binh mà còn phải đối diện với sự tấn công từ trên không của các máy bay Nga. Tình thế này khiến quân đội Ukraine chỉ có thể xoay sở phòng thủ, chật vật từng bước trong khi đối mặt với những đợt tấn công không nghỉ nghỉ. Cuộc chiến tại Ukraine đã bước vào một giai đoạn ác liệt, nơi tiếng pháo đạn và khói bom đã trở thành những hình ảnh quen thuộc. Nga đã tận dụng triệt đề sức mạnh của pháo binh và không quân, biến mỗi trận địa thành một bãi chiến trường rực lửa, khiến Ukraine khó lòng xoay chuyển tình thế. Sức ép từ các trận pháo kích và không kích không chỉ đè nặng lên lực lượng Ukraine mà còn khiến mọi kế hoạch phản công của họ gần như không thể thực hiện trong hoàn cảnh khắc nghiệt và tàn khốc này. Khó khăn từ thời tiết thách thức mùa mưa cuối thu Thời tiết khắc nghiệt của mùa thu tại Ukraine đang tạo thêm thách thức lớn cho quân đội Ukraine trong nỗ lực duy trì và triển khai lực lượng. Mưa lớn vào cuối thu không chỉ làm mềm đất mà còn biến các con đường thành những giải bùn lầy, gây khó khăn đáng kể cho việc di chuyển và vận chuyển các thiết bị quân sự nặng như xe tăng và xe thiết giáp. Các phương tiện này vốn đã công kênh và nặng nề, dễ dàng bị mắc kẹt trong bùn lầy, trở thành mục tiêu dễ dàng cho các đợt tấn công của Nga sự khó khăn trong di chuyển này không chỉ làm chậm tiến độ mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn của các tuyến tiếp tế. Lực lượng nga với ưu thế pháo binh và không quân liên tục tấn công vào các đoàn xe tiếp tế của ukraine, nhắm vào các kho đạn và vị trí tập kết của các đơn vị hỗ trợ. Trời mưa và điều kiện bùn lầy làm giảm tốc độ di chuyển, khiến các đoàn xe trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương hơn, tạo điều kiện cho nga có thể tập trung hỏa lực một cách hiệu quả. Trong bối cảnh này, các trận đánh đã chứng kiến việc nga dễ dàng phá vỡ các nỗ lực tiếp viện của ukraine. Nhiều đơn vị xe tăng và xe thiết giáp của Ukraine bị cản trở, không thể tiếp cận được chiến trường, buộc các lực lượng tiền tuyến phải xoay sở với nguồn lực hạn chế. Những cuộc tấn công chính xác từ pháo binh Nga đã khiến các xe tiếp viện của Ukraine không thể tiến vào khu vực chiến đấu, gây thiệt hại nặng nề cho kế hoạch tác chiến của họ. Thời tiết mưa bão cũng gây khó khăn trong việc duy trì các vị trí phòng thủ cố định, đất mềm và ướt khiến việc xây dựng các công sự và chướng ngại vật trở nên kém bền vững các lực lượng Ukraine buộc phải liên tục điều chỉnh vị trí và chiến thuật để tránh trở thành mục tiêu dễ dàng. Nhưng với địa hình trơn trượt và trời mưa không ngớt, sự linh hoạt trong chiến đấu cũng bị giới hạn. Sự kết hợp ưu thế pháo binh không quân của Nga và yếu tố thời tiết đã làm tăng đáng kể mức độ khó khăn cho quân đội Ukraine. Trong khi quân Nga sử dụng triệt để các lợi thế này để phá hoại hệ thống hậu cần của đối phương, quân đội Ukraine phải chật vật đối phó với những hạn chế do thời tiết mang lại làm cho chiến dịch phòng thủ của họ gặp nhiều trở ngại hơn bao giờ hết. Chiến thuật của NATO và sự phản công của Ukraine át chủ bài hay thất bại Cuộc chiến tại Ukraine không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai quốc gia mà còn là nơi mà NATO thể hiện sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với Ukraine. Được trang bị vũ khí tối tân và được đào tạo theo chuẩn chiến thuật của NATO, các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine mang trong mình niềm hy vọng có thể lần ngược tình thế. NATO không chỉ cung cấp vũ khí mà còn là cả một chiến lược phối hợp tinh vi nhắm vào việc tận dụng lợi thế kỹ thuật và khả năng tác chiến hiện đại. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu sự hỗ trợ này có đủ để giúp Ukraine vượt qua vòng vây khắc nghiệt của Nga? Đề hình hiểm trở và vòng vây ngày càng siết chặt của Nga đang tạo ra những thách thức cực lớn cho Ukraine. Dù được NATO trang bị kỹ càng, các lữ đoàn của Ukraine vẫn phải đối mặt với những trở ngại không nhỏ khi tiến vào các khu vực chiến sự phức tạp. Nga với sức mạnh pháo binh và không quân vượt trội không ngừng giáng những đòn chí mạng vào các vị trí chiến lược của Ukraine, làm cho mọi kế hoạch phản công trở nên khó khăn hơn. Mỗi lần Ukraine cố gắng tổ chức đợt phản công, pháo binh và máy bay Nga đều nhanh chóng áp đảo, khiến quân đội Ukraine phải thay đổi chiến thuật để liên tục tìm cách thoát khỏi vòng vây. NATO kỳ vọng vào các lữ đoàn Ukraine như là át chủ bài của chiến dịch, nhưng thực tế không điệt đã cho thấy rằng việc triển khai các đơn vị tình nguyện này vào chiến trường không hề đơn giản. Các đợt tấn công của Nga không chỉ nhắm vào lực lượng Ukraine mà còn tạo ra sức ép tâm lý rất lớn. Nga dường như đã nắm bắt được các chiến thuật mà NATO huấn luyện cho Ukraine, từ đó xây dựng chiến lược phòng thủ chắc chắn và sẵn sàng phản công mạnh mẽ. Những cuộc tấn công bất ngờ từ phía Nga thường khiến quân đội Ukraine phải chật vật điều chỉnh, làm gián đoạn các kế hoạch và gây tổn thất lớn. Sự hỗ trợ của NATO, dù rất cần thiết, vẫn chưa thể bù đắp được những thách thức hiên hữu mà Ukraine phải đối mặt trên chiến trường. Mỗi trận đánh đều là cuộc thử thách khắc nghiệt và các lực lượng Ukraine dù được hỗ trợ tối đa từ phương Tây vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì thế phòng ngự và phản công hiệu quả. Trong khi đó, Nga tiếp tục lợi dụng mọi sơ hở để duy trì sức ép, đẩy Ukraine vào tình thế khó khăn hơn bao giờ hết. Vai trò của Mỹ, sự ủng hộ về vũ khí và những tính toán của Washington với vai trò là đồng minh lớn nhất của Ukraine, Mỹ đã và đang không ngừng cung cấp vũ khí tối tân và hỗ trợ huấn luyện quân sự nhằm nâng cao năng lực phòng thủ cho nước này từ các tiêm kích F-16 đến hệ thống tên lửa và các trang thiết bị hiện đại, Mỹ muốn Ukraine có đủ sức mạnh để duy trì sự đối đầu với Nga. Tuy nhiên, việc triển khai và vận hành những trang thiết bị hiện đại này trên chiến trường khắc nghiệt và biến động của Ukraine là một thách thức không hề nhỏ đòi hỏi cả kinh nghiệm chiến đấu lớn khả năng phối hợp mà lực lượng Ukraine vẫn đang phải rèn luyện. Washington không chỉ gửi vũ khí mà còn đang tính toán một chiến lược dài hạn, mong muốn Ukraine có thể duy trì sức ép đủ lớn để Nga buộc phải điều chỉnh lại chiến lược của mình. Đằng sau mỗi lô vũ khí Mỹ cung cấp là những hy vọng rằng Ukraine sẽ tận dụng chúng để làm suy yếu các phòng thủ của Nga, từ đó tạo ra sức ép tâm lý và quân sự lên Moscow. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường lại cho thấy Nga vẫn giữ được thế chủ động với khả năng điều phối lực lượng và sự am hiểu địa hình tốt hơn. Việc đưa vào sử dụng các vũ khí hiện đại của Mỹ tuy có thể giúp Ukraine gia tăng sức mạnh tấn công, nhưng việc sử dụng chúng một cách hiệu quả để tạo ra thay đổi đột phá không phải là điều dễ dàng. Mỹ nhận thức rõ điều này và đây cũng là lý do Washington duy trì sự hỗ trợ từng bước theo dõi sát sao những thay đổi và phản ứng của Nga. Việc đưa các tiêm kích M-16 vào thực chiến hay các hệ thống tên lửa hiện đại vào tay quân đội Ukraine đòi hỏi cả thời gian lẫn sự huấn luyện kỹ lưỡng, trong khi tình hình chiến sự lại đang tiến triển từng ngày thêm vào đó những tính toán của mỹ không chỉ xoay quanh việc giúp ukraine chống đỡ mà còn nhằm thử nghiệm giới hạn khả năng của nga washington kỳ vọng rằng việc tăng cường sức mạnh quân sự cho ukraine sẽ khiến moscow cân nhắc kỹ lưỡng hơn về các bước đi tiếp theo tuy nhiên đến nay điều này vẫn chưa mang lại sự thay đổi lớn trên chiến trường nga không chỉ có sức mạnh hỏa lực mà còn có khả năng thích kỳ nhanh chóng với các vũ khí mới của đối phương tạo ra một vòng xoay đối đầu để căng thẳng và khó lường Vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột này vì thế cũng mang tính chất chiến lược và phức tạp, vừa hỗ trợ vừa thận trọng để đảm bảo rằng sự ủng hộ của mình thực sự mang lại hiệu quả trong cuộc chiến dài hạn. Cái nhìn của quốc tế tác động toàn cầu của xung đột Nga-Ukraine Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không chỉ giới hạn trong khuôn khổ hai nước mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc tế, các quốc gia châu Âu, đặc biệt là những nước nằm gần biên giới Nga, đang lo ngại về khả năng bùng phát của một cuộc chiến tranh lớn nếu tình hình leo thang. Sự tham gia của các đồng minh NATO trong việc hỗ trợ Ukraine cùng với các biện pháp trừng phạt Nga từ phương Tây đã làm tăng thêm căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Nhiều quốc gia châu Âu đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bao gồm các kịch bản về an ninh lương thực, năng lượng và bảo vệ lãnh thổ. Đức, Pháp và nhiều quốc gia khác đang cân nhắc tăng cường ngân sách quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn từ Nga. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại châu Âu và vùng Baltic để đảm bảo an ninh cho các nước thành viên NATO. Cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài và đầy biến động. Cả hai bên đều không muốn nhượng bộ và mỗi ngày trôi qua chiến trường lại chứng kiến những đợt tấn công và phản công dữ dội. Với sự tham gia của các đồng minh quốc tế, cuộc chiến này có nguy cơ lan rộng và tác động đến an ninh toàn cầu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy tiếp tục theo dõi những cập nhật nóng nhất về cuộc chiến này và những diễn biến quốc tế khác trên kênh Hiểu Rõ trong 5 phút. Xin chào và hẹn gặp lại!